cụ thể trong bản kiểm điểm của mình năm sinh này viết. Em viết đơn này để xin lỗi thầy vì đã dùng điện thoại trong giờ của thầy. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa, nếu không sẽ chịu mọi hình phạt. Khi viết bản kiểm điểm này lòng em đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Em vô cùng hối hận vì đã lỡ sa chân vào con đường làm lỗi. Em vô cùng chân thành và tha thiết mong thầy tha lỗi cho em. Nhìn ra ngoài cửa sổ em bỗng thấy nhớ đến hai câu thơ. Lá vàng trước gió khẽ đưa dèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt. Rồi em lại nghĩ đến thầy, thầy là người tốt bụng, đẹp trai, yêu học sinh, tâm huyết với nghề. Vậy mà em lại làm điều có lỗi với thầy, trong thâm tâm em vô cùng giằng xé và day đứt. Em chân thành xin lỗi thầy. Ngay sau khi được đăng tải, bản kiểm điểm này đã thu hút hàng nghìn like, có lẽ bởi sự chân thành, ngộ nghĩnh và đáng yêu của học sinh. Một bạn đọc bình luận, dùng điện thoại trong giờ là vi phạm quy định rồi, nhưng khi đọc bản kiểm điểm đáng yêu thế này thì không nỡ lòng nào mà phạt học sinh được nữa cơ. Dùng điện thoại mà bạn ấy cũng ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đọc đến đoạn đó mình cười bò luôn. Bạn đọc khác chia sẻ, bản kiểm điểm mà bạn ấy cũng dùng thơ đưa vào được thì mình bái phục. Biết đâu dùng thơ viết bản kiểm điểm lại là ý hay, làm giảm đi tính chất nghiêm trọng của sự việc, làm thầy cô buồn cười lại không trách phạt nữa. Nếu mình mà có học sinh viết bản kiểm điểm thế này mình cũng sẽ không phạt nổi bạn ấy vì thấy bản kiểm điểm đáng yêu quá.